vì sao ca bệnh số 21 trở thành mục tiêu bôi nhỏ, tung tin giả. Đúng như cảnh báo của Bộ Công an, lợi dụng tình hình của dịch bệnh COVID-19, các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng bất mãn chính trị, trong và ngoài nước đã lợi dụng phát tán trên không gian mạng nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc tình hình dịch bệnh và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương trong nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, kích động người dân đình công. Mục đích của chúng là nhằm gây hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân, tạo ra tình trạng bất ổn, chia rẽ trong nội bộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Qua ca bệnh số 21 đã chứng minh rõ điều này. Bởi ông này có nhân thân đặc biệt là phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và tham gia vào đoàn nghiên cứu chính sách kinh tế phục vụ biên soạn văn kiện đại hội 13 của Đảng, nên khi thông tin khai báo y tế của ông này vừa tung ra, lập tức đám phản động bu lấy, thiêu dệt, xuyên tạc, đơm đặt đủ điều. Chúng moi móc lịch trình công tác của ông này để tung ra thông tin như ông gian dối trong khai báo y tế, rằng đoàn công tác của ông nát của ông này thực chất là đi du lịch, gây lãng phí, tốn kém ngân sách nhà nước. Nào là đoàn VIP nên không bị kiểm tra y tế, không bị cách ly nên mới bị lọt lưới qua cửa sân bay. Nào là ông ngồi hạng thương gia, chơi gôn, thể hiện lối sống hưởng thụ của quan chức. Kinh tởm nhất là chúng bị đặt đời tư và tài sản của ông này chúng gán ghép một đồng nghiệp của ông bị cách ly là bồ nhí, con gái của bà này là con riêng, rằng ông gian dối không khai báo lịch trình đến nhà bà này, rồi liên hệ đến đủ thứ kiểu như ông tham ô tài sản nên có ba căn biệt thự, rằng ưu ái, bổ nhiệm cho bồ nhí. Những cái tên sung kích, hăng hái bịa đặt, theo dệt tin giả, bịa đặt đời tư rồi công kích lãnh đạo đảng nhà nước và giới trí thức, học giả Việt Nam ở Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn Lâm lại là những kẻ nổi danh đấu tranh dân chủ mạng, như Hoàng Văn Dũng cầm đầu tổ chức phản động con đường Việt Nam, đang ở Mỹ, Nguyễn Lân Thắng cầm đầu nhóm biểu tình chuyên nghiệp là NOU Hà Nội, cộng tác viên GFA, và Trương Văn Dũng cộng tác Việt Tân, Mai Phương Thảo biểu tình viên kiêm gây quỹ chuyên nghiệp cho đám biểu tình, khiếu kiện. Nguyễn Hữu Vinh đang đang trốn ở Mỹ, Lê Văn Dũng cầm đầu CHTV, truyền tung tin chống phá nhà nước trên mạng xã hội, biểu tình viên chuyên nghiệp No U, với những kẻ này không việc gì chúng không dám làm miễn là kích động chống phá nhà nước mong rằng công an sẽ sớm túm được chứng cứ và cho chúng bóc lịch cùng đồng bọn